Hello, chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả các anh em yêu âm nhạc, tất cả anh em yêu ca hát hoặc karaoke. Thì giới thiệu với tất cả mọi người là hôm nay bây giờ em giới thiệu với tất cả anh em một siêu phẩm của năm 2023, một model rất chi là mới, một model đứng đầu phân khúc về tầm giá. Đó là model của Bass 40 của BLIB 3 đường tiếng. Model này đã được ứng dụng công nghệ 12 phím chỉnh. Thì với mức giá vô cùng là bình dân và hấp dẫn. Với mức giá này, để ngày xưa là tất cả khi chúng ta mua cái dòng loa 12 phím chỉnh với tất cả các giá là rất chi là đắt, nó đã sản xuất một chiếc loa với 12 phím chỉnh với cho chất âm thanh vô cùng là tuyệt vời, mà với mức giá là vô cùng bình dân. Bây giờ chúng ta trước tiên là chúng ta hãy đi nghe thử và test thử một đoạn nhạc, rồi sau đó em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu loa của model mới này. Model này là model mới nhá, 2023, và đã ứng dụng công nghệ 12 phím chỉnh. Thì công nghệ 12 phím chỉnh này thường ở những dòng loa trước ý, là nó chỉ sản xuất cho những mẫu loa có chất lượng cao và rất chi là đắt tiền, nhưng riêng loa này chỉ có hơn 4 triệu, giá vô cùng hấp dẫn. Nhưng 4 triệu mấy thì từ từ chúng ta hãy tìm hiểu tiếp, và chúng ta bây giờ nghe thử đã. Có hơn 4 triệu mà chúng ta mua được một chiếc loa với 12 phím chỉnh thì em nói thật sự anh em là vô cùng là khó khăn rồi. Rồi nào, chúng ta sẽ test thử một đoạn loa để chúng ta biết về cái chất âm của nó nhé. Thì em vừa test thử cho anh em chúng ta cùng nghe thử một đoạn nhạc để chúng ta cùng có cái nhìn tổng thể về chiếc loa kéo của BLIB. Bước đột phá về công nghệ đó là công nghệ 12 phím chỉnh. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết và chúng ta cùng biết về cái tính năng của các phím chỉnh này và model của loa nhé. Quay dần gần vào đây để chúng ta cùng có một cái nhìn tổng thể. Trước tiên chúng ta cùng đi vào model của loa. Thì trong tất cả các buổi review bên em đều có giới thiệu hết sức chi tiết về model để chúng ta cùng có cái nhìn tổng quan. Đó là thứ nhất là về trích xuất nguồn gốc xuất xứ, có nghĩa là hàng công ty chính hãng 100% của công ty. Thì chúng ta hãy nhìn về hãng đây là hãng của BLIB. Thì khi trước kia bên em đã phân tích với một số anh em rồi, khi chúng ta mua loa hoặc những anh em nào yêu âm nhạc thì chúng ta khi mua là chúng ta thứ nhất khi mua là chúng ta phải biết về tên tuổi và thương hiệu, trích xuất nguồn gốc xuất xứ của dòng loa. Thì đây là đấy, tiếp tục này, chúng ta xuống kéo xuống để chúng ta nhìn về model.
đến mô đen của loa thì BN2586, và chiếc màu đen bên này là BN2583. Thì hai chiếc này đều là một loại, thì nó sẽ phân biệt ra là chiếc màu đen thì là nó sẽ ghi là BN2583 nhé, còn chiếc màu vàng màu vân gỗ thì nó ghi là BN2586 để cho chúng ta dễ gọi thôi. Và tất cả đều là bát 43 đường tiếng, đương nhiên là nó có tích hợp đầy đủ các tính năng như là dì vật rồi. Thì tiếp tục chúng ta nhìn kỹ về cái bản mạch của dòng loa này, tại sao nó có tới 12 phím chỉnh. Thì tất cả các hãng loa khác trên thị trường hầu như nó chỉ có 9 đến 10 phím chỉnh thôi, nhưng riêng công nghệ 12 phím chỉnh này thì nó chỉ ứng dụng vào cho những hàng loa hàng chất lượng cao thôi. Ví dụ như ở AZ Pro hay ở hãng Beats ấy, thì đối với các dòng loa có 12 phím chỉnh này đều có cái mức giá rất chi là cao, giá toàn khoảng độ 6-7 triệu cho đến hàng chục triệu một chiếc loa. Nhưng riêng BNEB đã đi một bước đột phá, đó là nó sẽ ứng dụng vào cái dòng loa này cạnh tranh trên thị trường rồi. Thì bên là luôn luôn cập nhật những mẫu loa mới nhất. Anh em nào nếu mà chưa đăng ký kênh thì chúng ta đăng ký kênh để chúng ta theo dõi các mẫu loa mới về nhé. Thì em tiếp tục đi vào chủ đề, đó là 12 phím chỉnh. Thì chúng ta hãy nhìn đây, ở đây nó có các nút tinh chỉnh, nó sẽ được tách riêng ra. Cột bên này là tinh chỉnh cho dòng cho âm nhạc, còn cột bên này là tinh chỉnh cho micro. Thì tất cả các nút như là chest này, mid, bass, thì các cái nút này nó đang được tách riêng ra. Ngày xưa ở các dòng loa bình thường, loa bình dân ngày xưa ấy, thì là mid với bass sẽ chung nhau, bây giờ được tách riêng ra. Bên này cũng thế, thì nó cũng tách riêng ra như vậy. Đây là hàng này là để chỉnh cho mic, thì nó được tách ra. Thế chính vì vậy nó tách ra thì cái âm thanh của nó, cái no bass của nó sẽ trầm sâu, chắc và uy lực hơn. Còn riêng cái chest thì sẽ cao thanh và chính xác hơn. Thế thì âm thanh của mình sẽ hay và chính xác và hay hơn rất nhiều lần so với cái dòng ít phím chỉnh. Hãy chúng ta hãy liên tưởng với như là những bác sĩ làm việc ý, thì bác sĩ chuyên khoa làm việc sẽ tốt hơn là những bác sĩ đa khoa. Nếu một nút này mà làm nhiều nhiệm vụ thì nó sẽ không bao giờ hay bằng mỗi nút một nhiệm vụ đó. Thì chúng ta hiểu sâu về cái này nhé, đó là ưu điểm của dòng 12 phím chỉnh so với dòng khác trên thị trường. Rồi tiếp tục đây. Rồi, thì ngoài cái tính năng ưu việt của dòng 12 phím chỉnh, đó là âm thanh sẽ chất lượng hơn rất nhiều lần so với cái dòng ít phím chỉnh hơn. Và loa này cũng được sở hữu, đó là loa 3 đường tiếng với thiết kế là vô cùng là bắt mắt. Toàn bộ ở màng lưới này trước đều là bằng hợp cơ kim sơn tĩnh điện. Và bây giờ có hai màu là màu đen và màu vàng. Màu đen thì nó được sơn nhám, tất cả vỏ của nó đều là vỏ gỗ hết và được sơn nhám chống vân tay. Còn bên này là cũng là sơn làm được gỗ chống bám vân tay. Rồi, và nữa đó là cái trọng lượng của loa là 25 kg, và kích thước của loa thì em sẽ đo luôn cho anh em xem nhé. Kích thước này, chiều rộng là 43, chiều sâu là 44, và chiều cao cả tính cả bánh xe nhé, chiều cao tính cả bánh xe là 78. Thì toàn bộ phụ kiện của loa thì gồm có hai mic không dây, mic kim loại. Tất cả mic này rất chi là chất lượng. Màu ghi đây, quay gần cái mic này chúng ta xem này, mic không dây để chúng ta có thể thoải mái hát karaoke nhé. Với trọng lượng nào rất chi là trọng lượng và kích thước rất chi là vừa phải, và loa cũng được thiết kế 4 bánh xe để cho chúng ta di chuyển một cách dễ dàng. Để chúng ta có thể di chuyển này, rất chi là bon, rất phù hợp với tất cả các anh em nào sử dụng gia đình, hay là chúng ta đi du lịch hoặc di chuyển ngoài trời vô ba la. Nói chung là rất chi là tiện.
Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4. Alo 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi thì em vừa bật thử cho chúng ta nghe thử một đoạn nhạc và em vừa test thử cái mic để chúng ta có cái trải nghiệm tổng thể về chiếc loa kéo của BLEB. Nó bass 40, 3 đường tiếng, 12 phím chỉnh. Đấy. Rồi, thì những anh em nào ở gần có thể qua ngay địa chỉ số nhà 134 khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội để chúng ta test loa. Còn những anh em nào ở xa thì bên em sẽ test hàng, gửi hàng về tận nhà cho anh em. Anh em có được phép xem hàng, thử hàng rồi thanh toán trực tiếp với bên nhà vận chuyển. Thì tất cả các sản phẩm đều được bảo hành 1 năm. Bảo hành chính hãng bởi BLEB, bảo hành toàn quốc nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn và anh em đã xem buổi review ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh em.